cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm các thiết bị sưởi ấm tăng cao, nhất là quạt sưởi và máy sưởi. Tuy nhiên, nhiều khách hàng khi mua các sản phẩm này về lại không nắm rõ được cách sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Chính vì thế, ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng quạt sưởi gốm Fujie CH1600 và Fujie CH1600RM. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu tạo của từng model quạt sưởi. Quạt sưởi gốm CH1600 và CH1600RM có cấu tạo gồm các bộ phận. Núm điều chỉnh chế độ quạt sưởi đối với chiếc CH1600 và màn hình LED hiển thị với các phím bấm cảm ứng đối với chiếc CH1600RM. Điều khiển từ xa được trang bị cho chiếc CH1600RM. Vỏ máy được làm bằng nhựa ABS cao cấp, lớp lưới kim loại bảo vệ phía trước quạt, chân đế, công tắc tắt khi đổ, dây nguồn. Cách sử dụng quạt sưởi gốm Ceramic Fujie CH1600. Bước 1. Phải chắc chắn công tắc ở vị trí tắt trước khi dùng, sau đó kết nối dây cắm với nguồn điện 220V. Bước 2. Chuyển núm đổi gió về vị trí gió lạnh full fan để kiểm tra xem động cơ có hoạt động bình thường không, có thổi ra gió mát không. Bước 3. Sau khi thấy gió lạnh phải chuyển núm về vị trí làm nóng, chế độ làm ấm với hai mức công suất cho bạn lựa chọn. Làm ấm vừa, lower temperature với công suất là 1000W và làm ấm cao, higher temperature với mức công suất là 2000W. Nếu muốn dừng chức năng, chuyển núm về vị trí tắt. Bước 4. Nếu các bạn muốn sử dụng chức năng quay của quạt sưởi, xoay núm về vị trí cool fan swing, tức là chế độ xoay với gió lạnh. Xoay núm bạn đến vị trí lower temperature swing, tức là làm ấm vừa ở chế độ xoay. Tương tự, higher temperature swing là làm ấm cao ở chế độ xoay. Trong quá trình sử dụng, nếu xảy ra tình trạng quạt sưởi bị nghiêng đổ, thì máy sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cách sử dụng quạt sưởi gốm Fujie CH1600RM như sau. Cách 1. Thao tác trực tiếp trên màn hình cảm biến. Ấn nút Power để khởi động máy. Ấn nút Function để lựa chọn chế độ làm ấm vừa hay ấm cao. Nút Swing để lựa chọn chế độ xoay cho máy. Quan sát trên màn hình hiển thị sẽ cho các bạn biết nhiệt độ phòng đang ở mức bao nhiêu. Cách 2. Sử dụng điều khiển từ xa. Ấn nút nguồn để khởi động máy, đồng thời gió lạnh sẽ thổi ra. Ấn vào biểu tượng cánh quạt một lần, hơi nóng sẽ thổi ra với mức công suất 1000W. Ấn thêm lần nữa, quạt sẽ chuyển sang chế độ làm ấm cao với mức công suất là 2000W. Nhấn vào biểu tượng Swing để bật chế độ đảo gió. Chúng ta ấn vào nút này để bật chế độ Iron. Ấn vào biểu tượng đồng hồ để bật chế độ hẹn giờ, có thể cài đặt hẹn giờ từ 1 đến 12 tiếng. Lưu ý trong quá trình sử dụng. Khi máy hoạt động phải cẩn thận tại các vị trí ngắt máy và rửa gió, để trong máy có chế độ ngắt nguồn khi quá nhiệt. Ngắt quạt sưởi khỏi nguồn điện khi không sử dụng. Đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, không để máy ở gần cửa sổ hay những nơi hút gió, tránh những đồ vật dễ hỏng hay môi trường bẩn. Không rửa tay vào cửa phát nhiệt tránh bị bỏng. Trong quá trình sử dụng, quý vị và các bạn lưu ý lau chùi máy thường xuyên để sản phẩm luôn bền đẹp như mới và hoạt động hiệu quả nhất. Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ trục trặc nào về kỹ thuật, quý vị và các bạn không nên tự sửa chữa mà hãy liên hệ với các bộ phận bảo hành hay đến các trung tâm bảo hành uy tín để sửa chữa kịp thời và an toàn. Chúc quý vị có một không gian ấm cúng và an toàn trong mùa đông này.